chào mừng các bạn đến với thế giới của những bộ tộc. Hôm nay chúng ta cùng đến với bộ tộc sống chung với người chết cả năm trước khi chôn ở Indonesia. Người Tao Aja có truyền thống trò chuyện với xác ướp, mặc quần áo, chải tóc hoặc thậm chí chụp ảnh cùng người quá cố. Bà Mata Kanje qua đời ở tuổi 81. Con cháu sống cùng thi hài của bà Kanje trong nhà ở Indonesia suốt 7 tháng để chuẩn bị cho một đám tang với nhiều nghi lễ phức tạp vốn là truyền thống hàng trăm năm của người Tao Aja. Chúng tôi đặt linh cữu trong nhà, nhưng phải mở áo quan trước khi hạ huyệt vì chúng tôi chỉ coi họ như người ốm, vẫn mang đồ ăn và nước uống cho họ hàng ngày, theo Maiskela Tuihamalo, cháu gái của bà Kanje. Tao Aja là một dân tộc thiểu số với khoảng 1 triệu người sinh sống trên đảo Sulawesi. Họ có truyền thống trò chuyện với xác ướp, mặc quần áo, chải tóc hoặc thậm chí chụp ảnh cùng người quá cố. Quá trình ướp xác có sử dụng giấm chua và lá trà, nhưng ngày nay các gia đình thường tiêm formaldehyde vào xác chết. Một tuần sau, tử thi sẽ không còn bốc mùi hôi thối, hướng dẫn viên bản địa Lisa Sabapan Loan trả lời AAP. Tập tục này có thể khiến một số người cảm thấy rùng rợn, sống cạnh một xác ướp hàng tháng trời hoặc thậm chí hàng năm, trước khi tỏ lòng thành kính với người quá cố theo nghi lễ đầy bạo lực. Tuy nhiên, người Tao Aja tin rằng một người chỉ hoàn toàn chết và siêu thoát sau đám tang có tên Rambu Solo. Gìn giữ truyền thống. Đám lợn hoang giống lên khi bị trói, máu túa ra từ họng một con trâu tế thần. Đó là một trong những cảnh tượng diễn ra trong đám tang mà gia đình Kanje chuẩn bị để đưa bà sang thế giới bên kia. Rambu Solo kéo dài 5 ngày, thi thể của bà Kanje được đặt trong một hang an táng trên núi, nơi hài cốt còn phân chia theo các bậc xã hội. Một số ngôi mộ đặt cạnh những con búp bê gỗ mặc trang phục truyền thống, đại diện cho giới quý tộc, trong khi một số thi hài nằm trong áo quan treo vách đá, do thiếu diện tích. Đây là tập tục do tổ tiên truyền lại. Chúng tôi cố gắng gìn giữ truyền thống khi tác động nào từ bên ngoài, theo do Hans Singkali, cháu trai 72 tuổi của bà Kanje. Dù phần lớn người Tao Aja theo đạo Cơ Đốc, như hệ quả của một thời kỳ Indonesia là thuộc địa Hà Lan, họ vẫn duy trì truyền thống có nguồn gốc từ niềm tin duy linh. Người Tao Aja quan niệm lễ càng công phu, linh hồn của con người càng tới gần với thánh thần hơn. Nhưng chuyện gì cũng có giá của nó. Có tới 100 con trâu sẽ bị hiến tế trong đám tang của một người thuộc tầng lớp quý tộc và khoảng 8 con với tang lễ của một người Tao Aja thuộc tầng lớp trung lưu. Những đám tang có thể ngốn tới 2 tỷ rupiah, khoảng 133.000 USD, con số khổng lồ, với một đất nước có tới hơn nửa dân số sống ở mức 5,5 USD một ngày, theo Ngân hàng Thế giới. Chúng tôi từng là những người duy linh, vì vậy chúng tôi chôn cất người quá cố cùng lợn rừng và trâu để họ có phương tiện đưa tới cõi vĩnh hằng. Thật tốn kém và có rất nhiều thứ phải chuẩn bị, toàn bộ họ hàng không thuộc tộc Tao Aja cũng phải tới dự, ông Singkali nói. Dịp ăn mừng. Hàng trăm người sẽ tụ tập ở làng Labo dự đám tang của bà Kanje, trong số đó hàng chục du khách có mặt để chụp ảnh. Thi thể của bà được đặt vào quan tài màu đỏ, hình dáng như một ngôi nhà thuyền truyền thống. Họ hàng kéo hàng tá lợn vào làng để giết mổ, trong khi các thành viên trong nhà nhảy múa. Tới trưa, một con trâu tế phủ bạt xanh được khiêng vào để cắt tiết, nghi thức công nhận cái chết của bà Kanje, thịt trâu trở thành bữa tối cho cả làng. Cuối cùng, gia đình đưa linh cữu bà quanh vùng như để từ biệt láng giềng. Nghi thức này không dành cho những người yếu tim, nhưng Enlia Sermon, du khách 29 tuổi người Mỹ, lại có quan điểm triết học, tôi đam mê tìm hiểu về cái chết. Tôi muốn giúp khôi phục vị thế tâm linh của nó trong thế giới phương Tây. Vì thế tôi đến đây để xem những tập tục dành cho người quá cố, tìm hiểu cách một đám tang trở thành thời điểm ăn mừng. Giá trị văn hóa. Chính phủ Indonesia đang nỗ lực quảng bá tập tục của bộ tộc Tao Aja nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch trên đất nước vạn đảo này. Trong khi khu vực người Tao Aja sinh sống đón hàng chục nghìn lượt khách hàng năm, đảo Bali lại là thỏi nam châm hút hàng triệu khách tới nghỉ dưỡng. Phát triển du lịch Tao Aja vấp phải nhiều rào cản, dù người dân bản địa dường như không phản đối. Hạ tầng nghèo nàn và thiếu vắng sân bay khiến việc di chuyển lên vùng núi này trở thành thách thức. Hơn nữa, du khách khó lòng lên kế hoạch để tận mắt chứng kiến Rambu Solo, bởi ngày giờ có thể thay đổi nếu ra quyến. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành chút thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên các bạn có thể nhấp đăng ký kênh miễn phí để theo dõi nhiều video hấp dẫn từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!